Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Đâu là văn hóa quốc gia? Kính thưa cộng đoàn, một linh mục trẻ bị chém chết khi đang dâng lễ tại tỉnh Kon Tum chưa hết tang 2 năm. Những đau buồn, mất mát và nghi kỵ nhau còn đó. Nay một linh mục khác vừa bị hách phá, quấy rối, cúp điện và cướp sách lễ, bị lớn tiếng mời về xã để kiểm tra hành chính, trong khi đang cử hành thánh lễ chiều tại một xã thuộc tỉnh Kon Tum. Linh mục là người sống hướng thiện, giao giảng đức tin, bác ái và lòng yêu thương. Các ngài đưa sự yêu thương nơi đấng các ngài tin và phục tùng, đem lại cho người khác, xoa dịu mọi tâm hồn, đem yêu thương vào nơi oán thù, xích mích, đem thứ tha vào nơi lỗi lầm, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem lại sức mạnh tinh thần trong đức tin để an ủi và nâng đỡ những kẻ yếu thế, bệnh tật. Vậy, hà cớ gì mà một viên chức xã cùng bác nhóm nhảy vào cướp sách lễ, cúp điện, lớn tiếng bắt linh mục phải dừng thánh lễ giữa chừng? Nếu các ngài sai, hãy ghi hình và đứng chờ ít phút sau cùng nhau ngồi giải quyết và thậm chí mời về xã kiểm tra. Tự do tôn giáo ở đâu khi quý vị nhảy tỏm lên bục giảng, cung thánh và cướp lễ của giáo dân? Những điều hay lẽ phải của các đấng bậc quý vị luôn canh chừng phá rối. Ngược lại, những video, thước phim của những tên trộm cướp, giết người tử tù, quý vị lại để chúng tuyên truyền dạy đời trên mạng xã hội mà không có một động thái gì cảnh báo. Lớp trẻ ngày một hiểu lệch lạc về văn hóa, đúng sai của cuộc sống là do quý vị. Xã hội này đã loạn với bao nhiêu vụ cha con giết nhau, vợ chồng bắn nhau, thầy cô đấm đá nhau, trò giết trò. Quý vị đã cảm tỉnh ra và đã có những phương pháp giáo dục nào để cải thiện? Tôi mong chính quyền tỉnh Kon Tum xử lý việc này thấu đáo, bắt anh Thạch, phó chủ tịch xã, tự xưng trong video phải xin lỗi linh mục và các giáo dân trong sự việc này. Kính thưa cộng đoàn, đây là chân dung của ông Nguyễn Việt Thạch, phó chủ tịch xã Đắc Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ông này dẫn đầu nhóm người xông vào nhà thờ, phá rối thánh lễ, xúc phạm nơi thờ phượng thánh thiêng. Thông tin trên trang nhà của giáo phận Kon Tum cho biết, khi linh mục Francisco Xavier Lê Tiên đang cử hành thánh lễ tại giáo họ Phaolô thuộc giáo xứ Đắc Giấc, xã Đắc Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, thì các cán bộ xã Đắc Nông đã xông lên bàn thờ ngăn cản, chửi bới, yêu cầu dừng thánh lễ. Vụ việc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên một sự bất bình lớn trong cộng đồng giáo dân Công giáo Việt Nam. Các hình ảnh và video cho thấy cách phản ứng rất hòa nhã, khiêm nhường và thánh thiện của linh mục Phaolô, hoàn toàn đối nghịch với cách hành xử bạo lực, thiếu văn hóa, thiếu nhân bản của các cán bộ chính quyền. Các cán bộ xã Đắc Nông đã xúc phạm đức tin và không tôn trọng cảm thức thánh thiêng của các tín hữu Công giáo. Được biết, linh mục Francisco Xavier Lê Tiên là linh mục chính xứ Đắc Giấc, quản hạt Đắc Mót. Ngài đang cử hành thánh lễ trong địa hạt giáo xứ do ngài phụ trách. Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố tháng 6 năm 2022 ghi nhận, theo một số giám mục Công giáo, các giáo xứ ở vùng sâu, vùng xa hoặc đa số giáo dân là người dân tộc thiểu số tiếp tục gặp khó khăn trong việc đăng ký với chính quyền cấp tỉnh do việc áp dụng pháp luật thiếu nhất quán. Các chức sắc Công giáo báo cáo rằng các khu vực thường gặp phải những vấn đề khó khăn nhất là Tây Nguyên, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng và Tây Bắc, bao gồm các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Yên Bái. Chính phủ Việt Nam cho rằng báo cáo Tự do Tôn giáo nói trên đã nhận định thiếu khách quan thực tế tại Việt Nam. Nhưng những vụ việc như tại Đắk Giấc hôm 22 tháng 3 năm 2023 lại cung cấp bằng chứng ngược lại với tuyên bố của nhà cầm quyền Trung ương. Hành vi xúc phạm tôn giáo như thế không ai có thể chấp nhận được. Mọi người, dù không phải Công giáo đi chăng nữa, cũng biết rằng rất thánh thiêng trong các nghi thức phụng vụ. Với người Công giáo thì đỉnh cao của phụng vụ là thánh lễ. Và như thế, dù học ít thì ai ai cũng biết nhà thờ là nơi trang nghiêm và trang nghiêm nhất là thánh lễ. Tôi nghĩ, giả như là vi phạm chuyện cử hành thánh lễ không đúng địa điểm, thì cơ quan chức năng có quyền quay phim, chụp ảnh để làm bằng chứng và lập biên bản, chứ không ai đi làm cái chuyện như họ vừa làm như thế trong thánh lễ mà cha Lê Tiên đang dâng. Tưởng nghĩ rằng người Công giáo rất hiền lành và bác ái, nhưng không phải vì thế mà người cầm quyền muốn làm gì thì làm. Khi họ làm như thế, thì họ nghĩ gì?
và nhất là hình ảnh phản cảm ấy được lan truyền trên các trang mạng. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.